công cha như núi thái sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra một lòng phụng dưỡng mẹ cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con đạo làm con có ý nghĩa gì khi chúng ta nói đến cái đạo làm con đó học là học đạo làm người con đừng lêu lỏng kẻ cười người chê đạo làm người là cái đạo đức dạy thực hành những việc nghĩa, việc đúng, việc đáng khen cần phải làm. Vì làm người hiếu nghĩa đi đầu, hiếu cha, hiếu mẹ, việc gì lại không xong. Cái căn bản đó ở chỗ là từ trong gia đình, nếu không học đạo làm người, không học đạo làm con, thì khó có thể thành công ở trong cái cuộc đời. Ngày lễ ra trường, làm cho nhiều cha mẹ hết sức là hãnh diện, nhìn thấy con cái của mình thành đạt, giữa những cái niềm sung sướng thấy cái sự thành đạt của con mình có những cha mẹ cũng đã suy nghĩ không biết cái bằng đó cái mão đó cái áo đó có phải là những cái lông cái cánh để cho con mình có thể bay ra mà sống ở trong cái xã hội vì con nó có thể nó thành tài nhưng mà chưa chắc nó thành nhân lý do là vì trường học thầy bàn có thể giúp cho con mình có một số kiến thức có một số chuyên môn có một số hiểu biết có một số năng khiếu để nó có thể kiếm tiền và kiếm sống nhưng mà liệu nó có được trang bị những cái giá trị để nó có thể sống đời để nó có thể sống đạo và để nó có thể nhận biết được cái sự cứu rỗi mà thiên chúa đã dành cho nó hay không cái mục đích Chúa đặt con cái trong đời sống quý bà chị em Trong gia đình của quý bà chị em Là ngày đêm lo cho linh hồn của nó được cứu